Chào anh em đang xem miền Tây Sola. Thì hôm nay là chiều ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 6 2024. Em làm video này để thể theo lời yêu cầu của nhiều anh em. Người ta yêu cầu như thế nào anh em? Ngon bổ rẻ ha. Thì trước đây khi mà làm hẹ cỏ anh em, thì mọi người hay làm quen với gì? 200W áp thấp áp cao, rồi 100W áp thấp áp cao, rồi 170W, rồi 120W đồ nè, rồi 50W, 100W đồ nè. Đó, trước giờ làm hẹ cỏ thì anh em quen với lại cái cách làm đó. Những tấm pin 200W nè. Đó. Còn bây giờ làm hẹ cỏ mà làm tới cái tấm này luôn mọi người. Đó, đây hân hạnh giới thiệu các anh em mới xem kênh miền Tây Sola. Đây là tấm chin 415. Anh em đến tận nhà chở nó chỉ có 1,6 triệu thôi. 415W mà 1,6 triệu. Em nhớ cách đây 2-3 năm trước em bán cái tấm 200W á, 200W mà đã là giá 1,6 triệu rồi. Đó, anh em nhớ hồi xưa không? Tấm 200W là đã 1,6 triệu rồi. Phí ship 60 ngàn nữa là 1,6 triệu, em còn nhớ. Bán một khoảng thời gian 2-3 năm trời luôn với giá đó. Còn bây giờ cái tấm 415 của hãng chin Etronogy. Etronogy anh em, hàng xịn nha. Hàng ở bên cảng bên Úc á. 415 Etronogy chin mà anh em tới tận nhà sợ chở thì chỉ có 1,6 triệu thôi. Còn anh em mua số lượng nhiều em chở đi thì phí ship nó tính sao, cái đó người ta thương lượng sao. Còn anh em mà ở xa mà mua một tấm hai tấm mà gửi đi á, thì cái tấm này từ 1,6 triệu nó nhảy lên thành 1,9 triệu. 1,9 triệu trong đó có mốt nè, công gói nè, giấy gói nè, và phí vận chuyển của bưu điện nó thu 300 ngàn là gói ghém ở trong phần đó đó anh em. Phí vận chuyển bưu điện hết 100 mấy, rồi mốt nữa, em dùng mấy cái tấm mốt 3 phân nữa, rồi giấy gói, rồi công gói nữa, thì nó thành ra 1,9 triệu. Em bao ship tới nhà anh em. Đó, tấm 415 nha, chin Etronogy, chiều dài 1 thước 7, chiều ngang 1 thước 1. Đó, hàng xịn sò hiệu nha anh em. Anh em nhìn cái tấm pin nè, công nghệ 11BB nha, 11BB nha, chứ không phải là hàng vớ vẩn mà bình thường á. Đó, xịn sò anh em, nhìn cái mặt pin là thấy là bị chất lượng của nó. Đó, còn nói về tại sao video này em lại tập trung vào vấn đề này, tại vì lúc này anh em hay như vậy á, lấy tấm 415 này đưa vô con Sure. Con Sure này thì ai cũng biết giá rồi, quá rẻ tiền rồi không. Con Sure này là chỉ có 200 ngàn thôi, nó chỉ có 200 ngàn thôi đó. Rồi sau đó anh em sạc vào cái hệ bình, thì cái tấm pin này á, điện áp hở mạch của nó là từ 31 cho tới 37, hở mạch từ 31 tới 37. Còn cái ampere thì từ 13 đến 14. Hở mạch từ 31 37 thì anh em cũng biết rồi, đưa vô con Sure này là nó nhận hệ 24 nha. Con Sure này nó thấy điện áp từ 31 tới 37 là nó nhận hệ 24, cho nên chúng ta phải sạc bình 24. Và nếu mà anh em có những cái đồ dùng điện 24 thì tới đó là hết. Còn nếu mà anh em mà muốn ra 220 giống như mình hiện tại nè, hiện tại nè, thì anh em phải có ân kích hệ 24. Em lấy đại diện đây là ân kích 2006. Thì chắc chắn tới đây thì sẽ có nhiều bạn hỏi là cái hệ này là đấu nối như thế nào và bao lâu hoàn vốn. Bây giờ nói về cái vấn đề hoàn vốn là em không có quan tâm vấn đề hoàn vốn. Chơi những hệ năng lượng mặt trời độc lập, những hệ cỏ hoặc là những hệ lớn, không nhất thiết là phải hoàn vốn, mà là cái gì anh em? Cái tiện lợi của nó, cái bền bỉ của nó và cái chất lượng mà nó mang lại. Mà trong đó là cái sự tiện lợi là quan trọng nhất. Lỡ như cúp điện đi, anh em tưởng tượng nhà người ta cúp điện đi, thì ta vẫn có điện xài bình thường, thấy không? Đó, hoặc là sao? Không cúp điện nhưng mà nhà người ta ở quá xa, ở quá xa cái trạm điện, hoặc là ta ở rừng núi nó quá xa đi, chúng ta vẫn có điện sử dụng, không có cần phải kéo dây. Ta ở trên đồi núi ta vẫn có điện nè, đây nè, em vẫn có điện đang xài nãy giờ. Đó, cái vấn đề chừng nào hoàn vốn tính sao, cái vấn đề tiện lợi nó quan trọng đó. Bây giờ thì tới đây thì câu hỏi thứ hai là anh em sẽ hỏi là đấu nối như thế nào. Ở đây bữa nay em cố tình em để các vật tư thật là dễ nhìn cho anh em về nhà dễ đấu nối. Tấm pin lúc nào nó cũng ra hai cực, nó là điện DC nha, ra cực âm và cực dương. Cực âm với cực dương đó anh em cứ kéo dây, kéo dây CB gắn hay không gì cũng được không sao, nhưng mà nên gắn CB. Kéo dây, kéo dây ha, kéo dây vào đây, dương của tấm pin vào đây. Thì khi mua tấm pin là em tặng anh em cặp MC4 đi đấu nối ở đằng kia. Nó nói đằng kia ha. Dương MC4, dương của tấm pin vào đây, âm của tấm pin vào kế bên. Rồi hết chuyện của tấm pin nha. Bây giờ tới ắc quy nè. Dương của ắc quy vào đây, âm của ắc quy vào đây. Đây ắc quy đây nè. Hệ 24 ắc quy thì anh em lấy dương này qua âm kia, dương này qua âm kia. Vậy là cái âm của thằng này
rồi đi lên âm của ngay chỗ này con sạc này, còn dương của ắc quy thì anh em vô dương của cái trong cái chân này của con sạc này đó. Đây là phần ắc quy, còn đây là phần tấm pin nha. Còn cái cổng đầu ra thì mình ít bao giờ sử dụng. Thì em chỉ tới đây thì nhiều anh em sẽ cảm thấy rất là buồn cười, cái chuyện đơn giản nhưng mà cũng đi nói hoài trên video không chán. Thấy đơn giản vậy đó anh em, chứ có rất là nhiều người yêu cầu luôn nha, yêu cầu anh hãy review lại cách đấu nối thật là cặn kẽ, thật là tỉ mỉ để người ta về người ta đấu nối. Tại vì có rất là nhiều người chưa tiếp xúc với năng lượng lần nào, người ta hỏi rất là gọi là quan, những câu hỏi mình gọi là rất là quan sơ anh em, nghĩa là chưa biết gì luôn á, chưa biết gì luôn. Thì em mới chỉ kỹ như vậy đó. Cứ hai cộng dây đó anh em nhớ đúng âm dương ha. Còn bây giờ cái tấm pin mà cái nào âm cái nào dương thì em lấy cái tấm pin này ra nè, nè tấm pin nó lòi ra hai cộng dây như thế này, nó lòi ra hai cộng dây như thế này, thì cái cục bự nè, cái cục bự này là âm nè, còn cái nhọn nhọn này là dương nè. Hiển nhiên nó có ký hiệu nha, nó có ký hiệu lên đó, nhưng mà nhiều bác á, nhiều bác lớn tuổi nhìn không có thấy ký hiệu đó, lớn tuổi quá bảy mấy tuổi nhìn không thấy, thì anh thấy nhọn nhọn vậy là dương nè, nhọn nhọn ra là dương, còn mà nó bự bự như vậy là âm nè đó, nhớ vậy đi đó. Thì dương thì ta kéo xuống ta làm dấu cái dây dương, ta đưa vô đúng vị trí, âm đúng vị trí, ắc quy cũng vậy đúng vị trí ha, tại vì phần điện DC này nó phải đúng vị trí. Rồi thì cái con sạc này có 200 ngàn rẻ dữ lắm, nhưng mà nó sạc ok lắm nha. Rồi đưa vô hai cái bình, bình này là có điều kiện bao nhiêu thì mua bình lớn bấy nhiêu ha. Rồi hai cái bình đó chúng ta mới tiến hành, chúng ta bắt nối từ hai cái bình qua cái con kích. Anh em chú ý ở đây là ta test hàng, test hàng thì ta dùng kẹp, kẹp đơn giản và nhanh chóng cho nó nhanh và nó đơn giản. Còn khi anh em xài mà quanh năm suốt tháng là người ta nên là dặn đàng hoàng nha, dặn ốc đàng hoàng chứ đừng có kẹp vậy nha. Con kích này nó ăn cái dòng rất là lớn, mà ăn dòng lớn anh em kẹp vậy nhiều khi nó không có đủ tải, nó không có đủ tải gây chập cháy nổ hoặc là gây nóng dây không tốt nha. Chúng ta nên sao, chúng ta nên là dặn ốc đồ đàng hoàng. Còn ở đây là mình thử mình kẹp, rồi kẹp đưa vô một con kích. Đại diện của em là con kích 2006 hệ 24, 2006 hệ 24 ở đây nó ghi 12 24 48 60, nhưng dấu chấm mực nó ngay 24 anh em, dấu chấm mực ngay 24 là cái con kích này là kích 24. Con kích 24 này nó sẽ kích từ hệ bình 24 ra điện 220 xài. Thì cái con 2006 hệ 24 này hiện tại em đang bán có 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu thôi. Anh em nào mà 1,5 triệu là chúng ta bảo hành ấy nha, 1,5 triệu là chúng ta bảo hành 3 tháng nha, 1,5 triệu cho bảo hành 3 tháng. Còn bạn nào anh em nào mà mua mà không cần bảo hành luôn, không cần bảo hành luôn nha, thì nó có 1,3 triệu thôi. Đó, em nhắc lại, kích 2006 hệ 24 và hệ 12 đồng giá với nhau. Nếu bảo hành 3 tháng là 1,5 triệu, không bảo hành là 1,3 triệu. Rồi cứ vậy mà ra điện xài thôi. Thì khi anh em xài kích 2006 này, anh em có thể nấu cơm, tủ lạnh, đèn, quạt, tivi, máy giặt là ok. Thậm chí anh em gắn máy lạnh vô vẫn ok. Đó, kích 2006 thì gắn máy lạnh vẫn ok, nhưng mà được một cái máy lạnh à, được một cái máy lạnh thôi. Đó, anh em đừng có gắn ấm siêu tốc hay là bếp từ vào. Thì hôm bữa có anh kia anh nấu ấm siêu tốc với con máy 2006 này vẫn được, nhưng mà em không khuyến khích xài cái chuyện đó. Tại ấm siêu tốc nó rút điện rất là nhiều, hệ bình của chúng ta chưa chắc đáp ứng nổi nữa nè, chưa chắc đáp ứng nổi. Và anh em nói vừa xài bếp từ này kia cũng đừng nên, tại vì công suất quá lớn à. Bếp từ nên dùng kích 5000. Còn 2006 này chúng ta ngưng ở cái vấn đề ví dụ gắn máy khoan nè, rồi máy mài nè, ví dụ như là nồi cơm điện nè, tủ lạnh nè, máy giặt nè là ok, tivi đèn quạt là ok hết. Đó, như em là gắn giận chục cái quạt vô cũng không có nhầm gì con kích này đâu anh em. Con kích này nó rất là lớn, gắn quạt thoải mái. Đó. Cái quạt là chuyện nhỏ, sợ là anh em gắn cái ấm nước, ấm đun sôi vào. Ấm đun sôi vào không phải con máy này chịu không nổi đâu. Em nghĩ là con máy này chịu nổi, nhưng mà cái hệ thống dây nhợ nè, ắc quy nè. Đó là sợ nó không nổi thôi. Đấy, đặc biệt là ắc quy không đủ tải. Ắc quy không có đủ điện đâu. Rồi thì đó hệ thống em sơ lược cho mọi người coi. Bây giờ em cộng tiền cho mọi người nè. Khi anh em đến nhà chở, anh em đến nhà chở thì này 1,6 triệu nè. Con này 200 là 1,8 triệu nè. 200,8 triệu nè. Anh em lấy con kích này là không cần bảo hành luôn đi. 1,3 triệu, 1,3 triệu với 1,8 triệu là nhiêu? Là 3,1 triệu nè. 3,1 triệu nha anh em. Là chúng ta có cái hệ để chơi. Ắc quy này anh em ra ngoài tiệm này kia anh em mua vài trăm ngàn thôi. Như hai cái ắc quy này ta mình mua chỉ có 300 ngàn thôi mọi người. Ắc quy nè, 300 ngàn thôi. Như vậy là chúng ta có hệ cỏ xài rồi. Cỏ đây là cỏ ắc quy, cỏ sạc, chứ tấm pin và con kích không có cỏ nha. Nói về tấm pin 415 là quá chất lượng, quá xịn sò. Rồi cái con kích 2006 này cũng không kém phần chất lượng. Cỏ là cỏ ở cái phần
cái con sạc đất cỏ và cái ắc quy này hơi cỏ nè. Đấy, thì bạn nào anh em nào có nhu cầu thì lụm ha. Còn hồi nãy mình cộng lại 3 triệu mốt là anh em đến nhà chở, còn khi mình giao hàng cho mọi người thì 3 triệu tư, 3 triệu tư nha, tại vì tấm pin này tiền gói, tiền mốt xốp và phí vận chuyển bưu điện thu là ba sỉ, là thêm 300.000 nữa thành 3 triệu tư. Chin 415W, chin 415W, hàng bao xịn luôn anh em ơi, hàng bao xịn nha, rất là đẳng cấp. Thôi xin chào mọi người nhé. Đó, bữa nay em có hệ này, em nghĩ là hệ này rất là thông dụng. Hôm bữa giờ em gói cũng được mười mười mấy cái vậy rồi, bữa nay em quay thêm nữa thì hy vọng anh em coi sẽ cảm thấy nó hứng thú và sẽ lấy thêm nữa nhé, lấy thêm. Hôm nay cũng được cỡ mười mấy hệ giống vậy nè. Có anh nó lấy thêm hai cái tấm pin luôn, hai tấm luôn, hai tấm thì con sạc Sure này á, là nên dùng hai con sạc chứ một con thì nó cũng hơi nhiều rồi. Thôi xin chào mọi người nhé, hẹn gặp anh em ở những cái video lần sau. Đây, dùng điện miễn phí nè, em thấy không, cái quạt này là xài là mình cho nó xài hoài luôn, có đóng tiền điện đâu mà lo ha. Đó, thậm chí gắn ba bốn cái quạt vào xài hoài luôn. Đấy, hệ thống của ông ta nằm ngoài đó anh em, hệ thống nhỏ gọn thôi. Tấm pin nó bây giờ nó ra cũng được đâu, nếu mà trời nắng mát mát kiểu này ra cũng được 200 mấy quá, thì ta gắn cứ 5-6 cái quạt này vào mọi người đó.